bóc tách dây nguồn khủng Sivir Dragon màu đỏ đặc trưng này cho anh em xem. Dây nguồn này khá là cứng so với dây nguồn khác. Dùng làm dây nguồn tổng rất là tốt. Ủa, đẹp thế. Lưới bạc này, không một kẽ hở. Cho mọi người xem cái lưới này, cái lưới chống nhiễu của nó này, làm rất là tinh vi. Chắc hơn những cái khác nhiều. Nó nén rất là chặt lại. Ngay cả những người thợ như chúng tôi làm rất là lâu năm rồi vẫn đang phải loay hoay để tách cái này ra. Cái lưới nó nén chặt lại. Không rất được. Những quý vị nào mà có nhiều điều kiện để tiếp xúc với những sợi dây dẫn thì có thể thấy được có rất là nhiều những sợi dây với cái kết cấu nó rất là đẳng cấp. Cái dây là dây nguyên bản đi. Úi giời. Lớp bạc này. Bên trong này. Lớp giấy bạc nữa. Đây nhá, dây dẫn nó không quan trọng thì này, bên trong này. Người ta phải sản xuất nó rất cầu kỳ như này cơ mà. Bên trong này. Trong vấn đề dây dẫn thì dây nguồn vẫn là ưu tiên số 1 nhé. Xong rồi đến dây tín hiệu và các loại dây loa. Ui bạc sao. Cho mọi người xem này, loại nó đồng mọi bạc này. Xong lại mỗi cái này một da riêng này. Lại bọc một cái lớp riêng này. Đấy, lại tiếp tục bọc một lớp riêng nữa. Vừa nói bọc một lớp vỏ riêng. Rồi, sẽ đồng mọi bạc này. Thấy cái kết cấu dây nó rất là cầu kỳ và tinh vi. Chỉ những cái hãng mà chuyên về dây dẫn âm thanh mà họ mới chú trọng cái công nghệ thiết kế dây nhỉ. Xem dây nhỏ, tách dây nhỏ xem. Đây có hai sợi to và hai sợi nhỏ.
Bạc sáng chưa? Ui giời. Đây, cho quý vị xem lõi này. Đó, đồng mỏ bạc này. Sáng chưa? Đấy, còn những cái lõi lớn này là có một cái lớp vỏ nữa. Mỗi sợi được bọc cầu kỳ vào lớp vỏ nữa. Sợi này truyền dẫn thì...